anh chải đều ra nhìn rất là đều đẹp mắt luôn. Ở đây em thấy có mấy thùng luôn anh ha? Đúng rồi, đây là lần mình đem ra 3 thùng, rồi hết 3 thùng lại đem ra nữa. Nói chung là nhiều lắm. Tốt nên nếu mà kể gia vị ra nhiều lắm. Đúng rồi, đúng rồi, em quay gần cái miếng sườn nè. Cả nhà có đã thấy cái màu trắng trắng đó thấy không cả nhà? Còn cái đó là cái bí quyết của bên quán. Với lại em lấy sườn đây mình lấy cũng đa số là sườn mỡ không anh? Đúng rồi, tại vì sườn nó phải có dây mỡ cách mới thích ăn ngon. Cái này là nếu mà anh không làm kịp là nó bị khét đó nha. Nhưng mà nói chung màu sườn ở đây nhìn rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đó, anh đang kiểm tra coi có cái nào khét chưa. Ồ, nhìn cái ba rồi nhớ đến ba rồi ướp ở nhà mình hay ăn ha. Đây vậy, 35 rồi. Trời ơi, còn 35 rồi. Đã ha. Đó, dĩa này là 35. 35 ngàn. Dĩa này 35 ngàn. Bù dữ vô cô. Dạ. À, đây. Cái này là coi như ăn kèm á, ăn miễn phí. Miễn phí, đặc biệt nha. Đó, uống mình nướng là có nem nướng nè. Và đây là chị dùng luôn cái sườn luôn đó. Wow. Ôi trời ơi nó rớt lên đâu. Nhưng mà dĩa này có giá 45 nha cả nhà. 45 là tại vì mình ăn thêm miếng sườn sườn que 20 ngàn nữa. Chứ nếu mà cái dĩa này không thì chỉ có 25 nè. Cầm cái miếng có mỡ không? Dĩa này có 35 ngàn thôi. Nhưng mà nhìn cũng rất là chất lượng đúng không cả nhà? Cái sườn đây đẹp mắt ghê chưa nè. Cô tổ tôi ừ đúng rồi, nhìn như cánh quạt vậy. Kết hợp rồi nha. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Phấn Hùng đây. Và một ngày đẹp trời cả nhà, buổi chiều thì thời tiết đang rất là mát mẻ. Nên mình dẫn cả nhà đi ăn với quán cơm tấm cả nhà. Nói chung thì cơm tấm ở Sài Gòn cũng là món ăn rất là phổ biến rồi. Nhưng mà tại vì mình có rất nhiều quán nên mình phải đi khám phá hết để mình biết được những quán nào ngon và giới thiệu cả nhà. Và quán hôm nay á, mình giới thiệu cả nhà là một quán nằm ở đường Lê Trọng Tấn, nằm dưới một cái tán cây me tây cả nhà, me rất là to đó. Thì địa chỉ là số 271 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú nha. Đó thì ở ngay khúc dưới kia là ngay cái ngã ba đường bờ bao Tân Thắng và ngay đường Lê Trọng Tấn, thì cả nhà đi xuống một xíu nữa là này nằm bên tay phải là sẽ thấy cái quán cơm này. Thế thì bây giờ mình vào trong để mình cho cả nhà xem những món ăn ở bên đây nha. Mình nhìn mình thấy cũng rất là bắt mắt nè, cái cây me tây nè, hai cây luôn á, quán nằm ở giữa hai cây luôn. Rồi thì bây giờ mình cùng vào trong nha. Dạ em chào chị. À đây là món ăn của mình hả chị? Còn bên khu vực kia đang nướng sườn. Ồ bên kia đang nướng sườn luôn kìa em. À, ở đây là mình bán được bao nhiêu năm rồi chị? Bán cũng được lâu rồi em. Dạ. À, cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi hả? Wow. Đó thì mình bán. Ồ lấy món gì kìa. Đó. Rồi bán hộp cơm. Ở đây là chị làm bằng cái nồi công nghiệp đó chị ha. Có nồi công nghiệp nhưng mà mình băng bưng từ ra cho nó cơm tấm nè cả nhà. Ý đó là chị nấu bằng nồi công nghiệp nhưng mà chị phải bưng ra để cho nó nóng. Dạ. Vậy là cơm chị nấu ở đâu ta? Nấu ở nhà. À ở trong nhà cả nhà. Xong rồi mình mới đem ra đây để mình giữ giữ ấm. Nóng rồi. Đó. Mẹ ăn cơm sườn à? Sườn không à? Ba rọi. Ồ, nhìn cái ba rọi nhớ đến ba rọi ướp ở nhà mình hay ăn ha. Phần này thì bao nhiêu chị? Phần này 35. 35. Đầy thịt luôn. Đây vậy 35 nghìn. Trời ơi, còn 35 rồi. Đã ha. Anh ơi thêm cái gì nữa anh? Ba rọi không thôi hả? Có. Ba rọi không thôi phải không? Thôi chắc mấy chị bán thì mình đi qua đây đi em. Mình quay cái này một xíu ha. Đó. Sườn anh chải đều ra nhìn rất là đều đẹp mắt luôn. Nè anh đang lấy ở bên khu vực này nè. Ở đây em thấy có mấy thùng luôn anh ha. Ờ đúng rồi, đây là lần mình đem ra 3 thùng, rồi hết 3 thùng lại đem ra nữa. À, cứ bán hết rồi đem ra. Nướng hết là đem ra, nướng hết đem ra thôi. Dạ. Sườn này thường mình thấy những cái sườn người ta hay ướp ở trong những cái thùng á, cho nên là nó rất là đậm đà luôn á.
Họ đem ra. Tại vì đi cứ hết thùng nào á thì mình lại đem ra mình nướng tiếp thì nó sẽ ngon và được. Sườn lúc nào sườn nóng cho khách ăn á. À đúng rồi. Đã bao sườn nóng. Đó, sườn nào cũng là sườn nóng ha. Ở đây một dĩa cơm sườn giá bao nhiêu anh? Mình giá bình dân 25.000 thôi. À, nếu mà cơm sườn không có 25.000 thôi cả nhà. Mà cái màu em nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đó. Cái này mình em thấy hình như mình có ướp với sữa hay sao mà em thấy ở trên nó có cái màu trắng trắng anh hả? Nói chung là nhiều lắm, ướp nên nếu mà kể gia vị ra nhiều lắm. Đúng rồi, có nhưng mà cả chục gia vị. Nhưng mà đúng rồi, em quay gần cái miếng sườn nè, cả nhà có đã thấy cái màu trắng trắng đó thấy không cả nhà? Còn cái đó là cái bí quyết của bên quán. Với lại em thấy sườn đây mình lấy cũng đa số là sườn mỡ không anh? Đúng rồi, tại vì sườn nó phải có dây mỡ cách mới thích ăn ngon. Đó. Có bên hành, bên cỡ một bên thì nó sẽ ngon. Dạ. Đây, giờ là chưa có khách là mình đang chiên trứng. Đó, mình chiên sẵn những phần trứng này cả nhà. Ủa, có nồi canh. Nồi canh. Ồ, bự dữ vậy cô? Dạ. À, cái này là canh chua đúng không bạn? Không, canh rau muống. À, canh rau muống nhưng mà có được con... Canh chua rau muống. Ai trời ơi, món này là lâu lắm rồi nè, mình mới thấy lại nè cả nhà ơi. Đây. Cái canh này con hỏi cái là mình ăn kèm hay là mình bán thêm? Cái này là coi như ăn kèm á, ăn miễn phí á. Miễn phí. À, còn canh nấu qua này là bán. À, có cái canh khổ qua này là bán. Dạ, đúng rồi. À, 10.000. 10.000 nửa trái. 10.000 nửa trái. Dạ. Dạ. À, 10.000 một phần canh khổ qua á. Dạ. Đây là cô đang chiên ốp la. Wow. Rồi. À, đây em thấy có bún nữa nè. Ủa, ở đây là bún thịt nướng hả chị? À, có bún thịt cơm nữa. À, thường có những quán cơm mình thấy hay bán bún thịt nướng kèm nữa. Tại vì ở đây là em thấy có nem nướng. Nem nướng rồi dạ. Cơm, thường, gà, thịt cọc, thịt có trứng. Ồ, đây là những miếng sườn mà chị mới anh ở bên kia anh nướng nè. Còn đây là chả trứng. Ôi, thịt cọc ba rồi. Thịt kho trứng nữa nè. Thịt kho trứng. Ba rồi. Hồi nãy anh đó mua ba rồi. Ồ. Đó, còn cái đây là cái đùi gà góc tư luôn hả chị? Gà góc tư. Dạ. Một phần trung bình bên mình là giá bao nhiêu ạ? Đùi góc tư 50. À, 50. Còn những cái phần khác ạ? Thì phần sườn thì 25. Ừ. Chả 30. Dạ. Trứng là 35 thêm mỗi thứ 5.000. Đó, ví dụ như sườn chả là 30 đúng không? Sườn chả 30. Sườn chả trứng là 35. 30. Dạ. Thêm mỗi thứ 5.000. Đó. Okay. Ở đây mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? 3 giờ chị bán đến 1 giờ. À, tới 1 giờ khuya hả? 1 giờ khuya, 2 giờ. Bún thịt nướng. Hồi nãy có khách ăn cơm nè. Giờ chị làm bún thịt nướng. Wow. Mình phải qua mình quay cái sườn ở bên đây thôi. Ô, sườn đẹp quá anh ơi. À, anh cho em quay cái này cái nha. Cái này là nếu mà anh không làm kịp là nó bị khét đó nha. Nhưng mà kiểu như mà cũng phải tay phải nhanh đều lật đó. đều. Dạ. Khi nó lên cái sườn này xong là nó sẽ ra như vậy đó. À đó đó, nó lại như vậy. Gà ba rồi. Cứ quay đều vậy. À. Wow. Anh có kinh nghiệm nướng bao nhiêu năm rồi? Anh đó hả? Dạ. Anh thì dùng cũng hơi lâu rồi. Hơi lâu rồi ha. Đó, nướng sườn cả nhà ơi. Trời ơi, nướng full luôn. Cẩn thận bị khét anh ơi. Nhưng mà nói chung màu sườn ở đây nhìn rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đó, anh đang kiểm tra coi có cái nào khét chưa. Wow. Thường là khoảng bao lâu thì anh sẽ nướng một mẻ nhiều như vậy? À, lúc nào mẻ thì cũng phải đầy dĩ hết. Tại vì mới kịp cho khách. Phải mới kịp. À, một nha thì tầm khoảng tùy thôi, nhưng trung bình khoảng 17-18 phút. 17-18 phút là mình sẽ nướng một lần. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là sắp tới là đông lắm ha, kiểu như 5 giờ. Đúng rồi. 5-6 giờ. Bây giờ bắt đầu vô đó. À, bây giờ bắt đầu vô đó cả nhà. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Hồi nãy giờ anh đi á, em thấy chỉ làm một cái phần bún thịt nướng 25.000. Có sườn nè, có cái nem. Ờ, nem nướng. Có thêm cái chả giò nữa, 25.000. Ồ. Nói chung là giá đó bình dân ha. Ờ. Một phần như vậy là 30.000 nè. Ồ, cái đùi gà đã chưa? Gà nhỏ thì 30.
dạ, này gà nhỏ 30. Gà lớn thì 50. Ờ, cái đùi gấp tư là 50. Đây em thấy có cải chua nữa chị ha. Có cải chua. Đây, cải chua là mình ăn kèm với dĩa cơm luôn hả? Ờ, đúng rồi. Cải chua rồi dưa leo. Rau sống ăn bún. Rau sống mình ăn với bún. Thôi bây giờ mình gọi món đi. Giờ em nhờ chị làm cho em một dĩa xôn chả với trứng. Xôn chả trứng. Rồi, với lại một phần bún thịt nướng. Đó, hai phần. Rồi, này xôn chả với trứng. Dĩa này kiểu như nó nhiều món nên chị sơ. Dạ, combo như chị bán bình thường á. Anh ăn xôn này hay là anh muốn ăn xôn này không? Anh xôn ăn có rồi. À, con xôn kia đặc biệt kìa. Còn nếu không em bún thịt nướng á chị kết hợp với cho em với cái xuồng này nha. Bún thịt nướng không kết hợp cái xuồng đó thôi, kết hợp với xuồng này đúng không? Vậy mang xuồng này không? Dạ mang xuồng này, cơm tấm thì mang xuồng này. Mình ăn được nhiều món cho cả nhà. Miếng này là mới lè ra lò luôn đúng không ạ? Đó. Rồi, đây một miếng chả nha. Wow. Dạ không, em ăn ốp la. Này ốp la nguyên một dĩa luôn. Wow. Rồi tóc mỡ. Mỡ hành. Đó, dĩa này là 35. 35 ngàn. Dĩa này 35 ngàn hả? Rồi mời em bê qua. Rồi để em rồi dĩa bún thịt nướng. Đúng rồi. Nhìn nhìn sang. Nhìn sang đấy. Đây bún thịt nướng. Rau. Chị lấy cho em xuồng này lát em gặm luôn cũng được. Đó, mình khách muốn ăn thì mình có thể kết hợp đúng không ạ? Miếng này rồi. Rồi cho miếng này nữa hả? Trứng chiên ra lò. Trứng chiên nóng hổi. Dạ. Hay quá, cảm ơn cô nha. Rồi, vậy này là nem nữa. 25k. Dạ. Chị cứ bán đúng cái phần mà chị bán cho khách đó nha, tại vì nhiều khi không bây giờ chị bán cái dĩa này là chị bán bao nhiêu nè? Không, nói chung là cái dĩa 25k là chị bán như này, còn cái này thêm là 20 ngàn. À là 45. Đó. Nếu mà mình muốn ăn thêm cái phần sườn này là 45 ngàn. Đó là 20 ngàn nữa đó cả nhà. Đó là tổng cộng. Dạ. Rồi. Giờ mình đem ra mình trải nghiệm nha. Hey. A few moments later. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình đã gọi ra đây hai dĩa. Một dĩa đây là cơm, xuồng, trứng và chả nè. Dĩa này có 35 ngàn thôi. Nhưng mà nhìn cũng rất là chất lượng đúng không cả nhà. Còn ở bên đây là một dĩa bún thịt nướng. Đặc biệt nha. Đó, bún thịt nướng là có nem nướng nè. Và đây là chị dùng luôn cái xuồng luôn. Đó, xuồng. Có một miếng chả giò nè. Và không thể thiếu một cái món ăn mà nãy giờ mình đã me từ đầu rồi, đó là một cái miếng sườn que. Ăn kèm không biết thế nào đây. Thì bây giờ mình chắc mình sẽ ăn trước cái món cơm này nha. Đây. Ngoài ra là còn được hai chén canh miễn phí. Nóng lắm, nóng lắm. Mới nấu luôn, tại vì quán dọn ra lúc 3 giờ mà, cho nên là mới nấu luôn á. Bây giờ mình ăn trước quán cơm nha. Mời cả nhà. Ồ, cái xuồng đây đẹp mắt ghê chưa nè. Tôi tổ tôi đúng rồi, nhìn như cánh quạt vậy á. Mình đã đang qua đây để mình dễ ăn cơm. Wow. Cơm tấm hột cũng tơi nha. Đây miếng đầu ăn thêm mấy cái tóc mỡ. Wow. Cái cơm không đã ngon rồi cả nhà. Nhưng mà khi mà cắn miếng tóc mỡ rồi, trời ơi tuyệt vời. Rồi miếng chả coi. Nói chung đây á, chả rất là bình dân ha. Giá bình dân, ngon nha, nước mắm với cơm ngon lắm nha. Đây đây. Đó, càng vô. Nè cả nhà. 25-30 ngàn là mình có thể nông rồi đó. Wow. Cái chả trứng thì nó mềm và nó như tan chảy ra luôn. Còn cái
cơm đó nha, mình chan nước mắm vào. Và cái cơm này mình thấy nó cũng ướt á, nó không có bị ráo. Ăn giống như là kiểu như giống như là nó nhiều nước cả nhà, nên nó đậm đà lắm. Ok, đây ăn một miếng trứng nha, lòng đỏ trứng nè. Đến đây cả nhà không nên bỏ qua cái tóc mỡ nha, nếu được thì nhờ cô lấy nhiều hơn. Xuồng chả trứng, món ăn cơm tấm truyền thống của người Sài Gòn, người Việt Nam. Mời cả nhà. Quá béo. Phải thêm một miếng sườn thôi. Chứ không là thấy nó hơi mặn đúng không? Sườn này thì kiểu quán sẽ làm cái miếng thịt nó hơi khô xíu, nhưng mà trở vào đó là cái thịt này rất là thấm, thấm vào bên trong cả nhà ơi. Đây miếng này là có cái mỡ nè, mình xin phép mình ăn luôn cái miếng này và kết hợp trứng với lại chả luôn. Wow, ngon quá cả nhà ơi, có 35.000 thôi mà được dĩa cơm chất lượng như vậy. Kết hợp rồi nha. Sao mà thiếu luôn. Còn cái hương vị, đúng hương vị là xô luôn á. Canh chua rau muống à. Đó, cái sợi rau muống nó mềm lắm nha, không bị dai. Rất là ngọt nước. Mà cái này nó không có chua. Cái này mà nó chua là giống như ngày xưa luôn. Nếu mà chua thì bỏ gì ta? Tắt mặt me ha. Ok. Cái dĩa sườn này giống như mỗi lần ăn á, là mình ăn một khía. Một khía là ăn muỗng. Một muỗng. Đó. Thế ăn muỗng cơm. Giống như ở dưới quê là ăn một miếng là phải uống một ly. Nước mắm này kiểu như làm theo kiểu truyền thống, cho nên là nó sẽ không có những cái mùi giống như có một số nơi mình ăn cái nước mắm mà mình cảm nhận giống như là có mùi rượu vậy đó. Ừ, nhưng mà cái nước mắm này thì nó không có những cái mùi đó, nó mùi nó truyền thống hơn, thơm. Đây. Cải chua thơm quá, vị chua với vị mặn kết hợp với nhau rất ok, có độ béo của trứng nữa. Tiếp theo là món bún thịt nướng. Wow, ôi trời ơi, nó rớt ở trong. À, nó có cả bì nữa anh. Ừ, là anh lấy cái chén nước mắm ra đi cho nó động rãi. Yeah, em thấy nó hơi chậm chậm vậy đó. Tại người ta bán người ta sẽ bỏ lên đây, chứ thường ra bàn rồi mình sẽ bỏ ra ngoài ăn cho nó không có chật. Đó, bún nha. Rồi thịt nướng nha. Rau. Nói chung là một dĩa rất là đầy đủ. Nhưng mà dĩa này có giá 45 nha cả nhà. 45 là tại vì mình ăn thêm miếng sườn que 20.000 nữa. Chứ nếu mà cái dĩa này không thì chỉ có 25 nè. Nếu muốn ăn nhiều bún có thể nói chị nha. Rồi. Em mà ăn dĩa 25 là no lắm rồi đó. Đúng rồi. Cái này là review cho cả nhà, cho nên là mình kêu ra những cái món mà nó đặc trưng một xíu ha. Đúng rồi. Chứ lần đầu tiên mình ăn bún thịt nướng mà mình ăn cái sườn que á. Rồi ăn miếng bún nha. Oh wow. Ăn miếng bún với nước mắm này vào á, nó ngon. Thế mà mình cảm nhận là mình phải muốn ăn liền một miếng sườn vào. Kết hợp rất ok. Thịt nướng. Đúng rồi, nem nướng. Nem nướng ăn không hiểu sao nó thơm ghê. Nó là từ thịt xay á cả nhà. Có không biết có pha thêm cái gì nữa, nhưng mà sao mỗi lần mình ăn nem nướng mình thấy rất là thơm. Ngon.
của mình là chả giòn. Bây giờ mình sẽ trộn hai cái à. Thơm lắm anh ơi. Tuyệt vời. Giờ mình ăn cái này nha. Ăn không trước rồi sao? Cuối cái miếng này thơm lắm nè. À, mình ăn không cái này trước nha. Rồi miếng thịt nó chắc nịch luôn. Cũng rất là thấm. Giờ mình ăn kết hợp với bún nha. Ăn cái sườn này với sườn này nó cũng hơi giống nhau á. Nhưng miếng này nó chắc hơn. Cái miếng sườn que nó chắc hơn cả nhà. Em nghĩ là cái nước sốt nó sẽ gần giống nhau. Đúng rồi. Ướp á. Thêm nước mắm nữa. Miếng bún nè. Rồi xin phép cả nhà nha. Cầm cái miếng có mỡ không? Quá thơm. Dốc miếng bún rồi nữa. A few moments later. Trời, buổi chiều không khí mát mẻ và mình được khi mà mình đang đói nữa, mình trải nghiệm cái món cơm tấm kết hợp với bún thịt nướng đó nha. Hai món ăn này là thường hay đô với nhau lắm. Mình cảm thấy là món ăn nào cũng rất là phù hợp. Chỉ cơm sườn chả với lại trứng ở nhà rồi. Với lại kết hợp nước mắm tuyệt đỉnh. Sườn thì ướp đậm đà, phải có thêm miếng mỡ. Đa số sườn nào nó cũng sẽ thêm một miếng mỡ ăn kèm á, cho nên là cả nhà hãy tận hưởng nó. Rồi. Và cái chả nữa, cái chả thì mình ăn nó giống như là nhân bánh bao vậy á, mà có điều nó sẽ ướt hơn. Chả đây mình thấy ăn nó cái nhân nó bị ướt nhưng mà nó thơm lắm nha cả nhà. Rồi kết hợp với lại cái trứng thì ăn nước mắm và cơm thì tuyệt vời rồi, và ăn kèm đồ chua nữa. Ngoài ra là còn có bún thịt nướng nếu như mà cả nhà muốn ăn kết hợp ha. Thì cái bàn này ngồi ăn mình thấy cũng thoải mái. Nó cũng vừa vừa tầm ngay mặt mình luôn. Nên ăn rất là dễ chịu. Vừa ăn vừa ngắm quang cảnh đường phố qua lại nữa thì tuyệt vời luôn. Rồi giới thiệu cả nhà một quán cơm tấm ở ngay gốc cây Me Thay, số 271 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Nếu cả nhà có dịp đi ngang qua hãy trải nghiệm nha. Bây giờ thì cả nhà clip hay được quên cho mình một like, một share như là một lượt đăng ký để clip được tương tác nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.